Chị đã cài được cái Infarm này vào chưa? Cài hết chưa? Cài hết vào chưa? Mấy em nữa cài hết chưa? Rồi thế ơi. Vậy hả? Cài hết rồi thì lâu lâu gõ một phím 123 rồi coi. Tuấn ơi, Tuấn có đó không Tuấn? Tuấn ơi. Dạ, có thầy ơi. Cài được chưa? Dạ được rồi thầy, hôm trước em về em gửi cho thầy rồi thầy. Ok, good job. Hay quá, hôm nay mình tạo cái nữa cho nó máu lửa cho nó đẹp nha. Rồi. Ở đây nè. Ở đây là chúng ta nhìn nè. Cái giao diện nó cũng giống để mình mở cái giao diện của cái Infra 2020 cho các anh chị coi thử nó có khác gì không. Bởi vì nó về cơ bản nó giống nhau hết cho nên là mình mới chỉ các anh chị nó sơ bộ chút thì mình sẽ xài được hay. Và Infra này nó là công nghệ nó gọi là cốt lõi của cái trong cái Civil. Cốt lõi của Civil cho nên là chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải học. Không học cái này là thua. Gì kỳ vậy? Infra nó có nhiều cái thứ kết nối lắm. Nhưng mà nó quan trọng là mình có ứng dụng được nó hay không. Cái tài liệu tiếng Anh thì nó khá là nhiều. Nhưng có điều là mình chưa có rành về nó cho nên là các anh chị hơi khó. Mấy nay mình cũng đang theo học những lớp chuyên sâu về. Thì nó chuyên về cái thằng này này, InfraWorks này nó ở nước ngoài nó khá là mạnh. Mình cũng vậy, mình làm những dự án lớn thì người ta đều thích xài. Đây nha. Mình chia sẻ với anh chị cái này. Đây. Cái giao diện của cái 2020. Không, hoặc là cái 360 này đó, cái giao diện nó giống như nó cũng cũng các cái đối tượng nó y chang nhau hết. Nó không gì khác hết. Chỉ có điều nó bố trí lại nó nằm ở chỗ khác thôi. Cho nên là mình hơi khó một chút. Khó một chút nhưng mà mình sẽ mò đi nó sẽ ra. Thì cái đầu tiên này. Cái đầu tiên mà chúng ta cần á, cái đầu tiên mà trước khi mà để vẽ thì hiện tại mình chỉ lấy vậy thôi. Chứ để vẽ được thì chúng ta phải cài đặt nó một chút ở cái này đâu nhỉ? Kỳ vậy, chia sẻ màn hình nó cũng không lên nữa. Ủa kỳ vậy ta, bỏ đi xuống đây. Đây là cái phần open, cái phần open này mình biết rồi chứ gì, đơn giản đúng không? Mở một cái dự án mới của người khác gửi cho mình, cái thanh new, cái new này nè, cái new này là tạo một cái mới nha. Cái này thì mình chưa có dạy các anh chị, cái này thì sau này mình sẽ học chuyên sâu hơn chút thì mình sẽ làm. Có nghĩa là như thế này, mình sẽ mở một cái model mới từ đầu, mình lấy trực tiếp ảnh từ Google về. Cái model build này mình cũng làm nè, nhưng mà nó lại khác. Còn cái này mình lấy trực tiếp từ cái dự án mình đang làm á, dự án mình làm để mình up ngược về cái mô hình của mình. Thì cái đó vài bữa nếu như có thời gian hay các anh chị muốn học thì mình sẽ chỉ cho anh chị luôn. Bây giờ hiện tại mình đang chỉ các anh chị một cái build, có nghĩa là cái build build cái mô đồ này từ cái Google Maps là mình lấy trực tiếp như hôm bữa trước mình đã lấy rồi. Ở đây nhé, ở đây thì mình lấy một cái khu như thế này, mình kích vào. Đó, mình sẽ mở open một cái mô đồ bất kỳ của mình lên. Thì những cái mô đồ này mình đã tạo như bữa tuần trước. Ở tới bước này thì các anh chị đã lấy được cái mô đồ về chưa? Các anh chị nào lấy được rồi thì làm ơn gõ phím số 1 trên chat. Nếu như chưa rắc rối ở vấn đề nào về cái này thì gõ phím số 2 để mình giải đáp. Mình dừng lại mình giải đáp. Được chưa ạ? Ok, bắt đầu. Hay quá, tuyệt vời anh Đồng. Được rồi Cường. Tốt. Còn ai mà chưa chưa lấy về được không ạ? Nó mới hai người vậy. Quân, ok. Còn ai nữa không? Tôi mới Em lấy chưa được lấy được rồi. rồi À anh Thông có cài về máy chưa? Cài được chưa chưa? chưa đây Chưa cài, bữa sau tối nào anh rảnh anh online với mình một buổi, anh cài cái chương trình
cái chương trình Team Viewer vô để mình hướng dẫn mình cài cho anh. Thường là khuya dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, cái này thì không thức. Rồi ok dạ, dạ. Dạ. Ừ. Danh có lấy được chưa? Sao không thấy comment hết vậy? À, mình chưa lấy được thầy ơi. Ủa chưa xài luôn hay sao? Em tải cài rồi mà chưa lấy được. Cài về máy chưa? Dạ rồi thầy. Cài về máy rồi nhưng mà chưa lấy được hả? Dạ. Ok rồi, sẽ hỗ trợ. Còn ai nữa? Khanh biết xài chứ Khanh? Huy. Dạ thầy. Được chưa? Được rồi thầy. Dạ được rồi. Được rồi. Được rồi. À được rồi. Ok Khanh rồi. Ok. Dễ dễ đúng không? À thì mình sẽ build. Mình sẽ build build nó về một cái hướng. Có nghĩa là mình làm sao mình làm mà mình lấy được cái mô hình này vào nè. À, cái mô hình này về đây sông nước nè, sông nước nè, thấy chưa? Đó, hình ảnh này, sông Đồng Nai nè. Đó, sông Đồng Nai. Tất nhiên nó sẽ build về cho mình nó không đúng đâu. Ở nước ngoài nha, ở nước ngoài thì nó có những mô hình này các anh chị nè. Đây. Thì nó có sẵn. May là ở Việt Nam mình ở một vài cái khu nó có sẵn thôi, giống như đường 5 nó có Pegasus hoặc là tòa án hay những cái gì lớn lớn á thì nó sẽ tạo sẵn mô đồ cái 3D cho các anh chị, nếu không thì mình phải tự dựng hết. Thì ở đây nha cái chuột trái nè. Con chuột trái là mình dùng để xoay. Mình dùng để xoay cái mô hình, ok không? Mình sẽ nâng lên. Đó, mình kéo xuống. À mình giữ giữ nguyên con chuột trái vô, mình làm cho nó quen đi. Đó mình giữ nguyên này, mình kéo lên, kéo xuống, đó là con chuột, đó là về con chuột trái. Con chuột phải là mình đèn chuột phải vô thì mình di chuyển, ok không? Đó thấy chưa? Đó mình di chuyển từng mô hình. Ok không? Đó, ở đây nó có một cái dạng về 3D này. Đó, mình có thể xem, mình có thể xoay mình xem khắp nơi. Đó, nó cũng như thế, nó chỉ là cái cột 3D cái khối lập phương này 3D, 3D hình học thôi. Đó, mình kích vô tới đâu thì nó sẽ zoom cho các anh chị về tới đó. Đây. Đây là cái cách mình cho nó nhìn này. Đó, thì trên nhìn xuống. Đúng không? Mình lật nó lên, mình đè con chỏ chuột vô, mình lật nó lên. Ok. Ừ, quá dễ đúng không? Đó, cái bài đầu tiên là chúng ta nên tập như vậy. Rồi chúng ta viết một số cái hiệu chỉnh cơ bản nữa. Đây là một cái con kênh rạch. Nó chạy khá là dài. Hoặc là nó vòng ở đâu đó. Con kênh này đi ngang qua nhà mình luôn nè. Nếu như ở sau lưng nhà mình á. Thì nó như thế. Đây là màu nước, đây là sông. Tuy nhiên, mình nên hiểu rằng mình dựng hình có nghĩa là toàn bộ những cái gì của mình làm lên là tự cái con mắt của người kỹ sư mình bố trí hết. Hiểu không? Chứ phần mềm nó chỉ hỗ trợ các anh chị nhanh thôi. Này, ví dụ như sáng này mình có trồng cây. Đó, mình rảnh thì mình vô mình trồng cây. Đó, thì hôm nay mình sẽ chỉ các anh chị như thế nào. Đó. Ở đây. Trong cái InfraWork nếu như mà của 2020 á thì chúng ta sẽ kích vô đây. Thì nó sẽ hiện lên này nè. Đó, đây phím này nè, nó có chữ setting nè. Đây, đây mới là phần cài đặt nha. Phần cài đặt. À. Anh chị này nè, cái general. General thì chúng ta cài nó tiếng Anh, mặc định nó mặc định rồi, đừng chỉnh sửa gì cái này hết á. Cài nó lưu ở đâu đó, nó lưu kệ. Ok, ở đây nè, ở đây thấy chữ invert không? Invert bull orbit không? Cái nữa invert ở trên này thôi nè. Còn ở râu râu cây có nghĩa là cái bàn phím ở trên bàn phím của mình á. Thì mình sẽ chỉ thực tế cho nó nhiều lắm, nhưng mà mình sẽ chỉ thực tế các anh chị này. Mình ví dụ các chị kích vô đây, các anh chị ok một phát thì cái con chuột nãy giờ mình chỉ á, nó ngược lại. Bây giờ con chuột trái này của mình nè thì nó di chuyển, còn con chuột phải này nó là lên đi xuống, nhưng mà cái này nó hơi lâu. Nó hơi lâu cho nên là tốt nhất là chúng ta để im ha. Kích vô đây chúng ta để im nha, đừng có chỉnh gì hết, đừng có bấm vô invert hết. Thì chúng ta ok rồi thì nó sẽ trở về cho mình là chuột trái sẽ di chuyển, chuột phải nó sẽ chuột trái nó sẽ kéo lên giờ lên kéo xuống, còn cái chuột phải thì nó di chuyển trên cái màn hình của mình. Nó tùy thuộc vào cái máy mà chúng ta chọn cái mô hình này lớn hoặc nhỏ, bởi vì cái máy anh chị đôi khi nó yếu thì mình di chuyển nó chậm lắm, khó chịu lắm, máy mà yếu thì khó chịu, cho nên tốt nhất mình nâng lên SSD đi, chạy cho nó máu. Rồi ok, tiếp bước thứ hai mình hiệu chỉnh như sau. Cái mô đồ này nè, ở đây nó mặc định. Nó mặc định có nghĩa là tự trên mình nhìn xuống nó bao nhiêu mét á, nó sẽ làm cho các anh chị bao nhiêu ở cái vòng để mình search gì đó, đừng có quan tâm đến nó mặc định rồi. Ở đây là unit, thì nếu như các anh chị nào có một cái hệ imperial này nó khác, mình sẽ chọn nó hệ metric, là hệ mét của mình á, đúng không? Hệ mét của mình này đó, nó có hết. Rồi một cái nữa 3D graphics, cái này nè, nếu các anh chị kéo nó lên mạnh thì cái cạc màn hình mình phải mạnh để làm chi, để cho nó rõ cái khung hình mình ra. Nhưng đôi khi nó lại gây chậm,
nó gây rất là chậm cái máy, đúng không? Cái khung hình mình, cái hiệu ứng ảnh, tất cả mọi thứ đều rất là rõ lên, đúng không? Thì mình sẽ chỉnh nó vừa thôi, đừng có nhiều quá. Khi nào mà mình xuất hình nữa thì mình mới chơi bình thường, mình cứ để bình thường thôi, mình để ở medium đây. À, ở đây nè, có không? Pause for speed qua bình thường này, theo cái tốc độ hoặc là theo cái chất lượng mình cứ xài bình thường này. À, để mình để vô mình cứ coi đi, thì nó sẽ khác hoàn toàn, nó không có gợn, không có gì hết đó. Nó nhẹ nhàng thôi, nó sẽ bớt cái hiệu ứng chuyển động đi, thì nó nhẹ cái máy cho các anh chị, nó nhẹ hơn cái màn hình một chút, nhưng mà vậy thì nó không thật. Đó, cái nào cũng có cái này cái kia hết. Rồi ở đây thì mình cứ chọn nó bình thường chất lượng đi. Rồi ở đây nha, các anh chị nhìn mình tích vô ba cái dấu này nè. Ba cái này quan trọng nè, cái gợn sóng và cái độ bóng. Gợn sóng, hai phần này nó gợn sóng và một độ bóng, mình tích bỏ hết đi. Mình tích bỏ hết ba cái này thử nó ra sao. À đó, thì mình tích nè, nè. À, thấy trên cái này nó thay đổi không? Ok chưa? Đó. Rồi mình kích chơi. Rồi còn ở đây là độ bóng. Cái đây là độ bóng này. Nó độ bóng có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tòa nhà của mình á, nó có cái bóng, nó có cái bóng suốt. Nhưng mà nó bóng theo cái ánh nắng thì nó mới thực. Hình dung không mà? À, lúc nãy cái tòa nhà này nó có cái này nè. À, nó có cái này nè. Nhưng khi mà nếu chúng ta chọn cái chế độ phân giải thấp đây, chế độ phân giải thấp như thế này thì những cái đó nó sẽ mắc đi, nó mờ đi, mình không thấy được. Cho nên thông thường mình chọn bình thường thôi, mình đừng có kéo nó maximum, cũng đừng có kéo nó thấp quá. Rồi mình tiếp vào đây, còn cái này cứ để bình thường. Ok. Cái data input này thì mình nó có thể xuất ra network. Network là một phần mềm mô phỏng về công nghệ thi công, simulation đó, lưu ý nha. Rồi những cái này mình để im. Ok, mình ok nó một phát. Rồi đó là chúng ta đang chỉnh về cái chất lượng ảnh cũng như là một số cái phần hiển thị ở trên này. Nó có thanh đó, nếu như các anh chị mình mà bình thường không á, bình thường ở trong cái đâu ta, đây ở đây này các anh chị thấy không, ví dụ như thế này thì nó có một số cái này, thiết kế đường này. Thiết kế đường này mình kích vô đây thì nó thiết kế đường này giống như cái 20 của anh chị á. Rồi ở đây mình kích vô đây này, nó có cái cài đặt này đó, cái chỗ nãy mình nói mình kích vô đây cài đặt này. Rồi mình kích vô đây cái màn hình thì bây giờ trong InfoWorks này nó hiện khác, nó hiện hơi khác một chút, nó không còn giống như cái chỗ kia nữa, nhưng mà nó vẫn về cơ bản nó vẫn y chang như vậy, nó vẫn y chang như thế. Đây là cái phần thiết kế này, thiết kế đường nha. Thông thường á, trong thiết kế thì các anh chị chỉ nên kích như thế này nè. Kích cái đây component rod. Đừng có xài cái planning này, nó chỉ là khởi tạo thôi, nó giống như là cái mô hình mình tự dựng thôi, cho nên nó không có hay. Thường á thì tốt nhất là chúng ta nên xài cái component rod này. Để đi, rồi từ cái này là phần về bridge là cầu, và cái hầm cũng giống như là một số cái nhà này, cái chị nhìn nè, kích nhà vô này. Đó hiện này thấy không, mà nó có nhiều nhà lắm. Ví dụ mình để một cái nhà đi, mình để cái nhà này đi. Rồi sau đó mình kích lên đây. Mình sẽ kích bình thường thôi, nó có hiện lên mà mình để. Mình nhấp đúp cho hai cái nha thì nó hiện lên nha. Đó, thấy chưa? Để xong mình xài cái này lên. Mình xài cái này để mình kiên qua này. Mình zoom tới này. Mình để này để mình di chuyển này ha, mình di chuyển cục chuột phải để mình di chuyển này. Thấy chưa? Chuột phải để mình di chuyển này. Đó, chuột trái để mình nâng lên này, thấy chưa? Ở đây nó có một cái kích vô đây, nó có một hiện cao độ lên này. Mình nắm đầu đây, mình kéo lên nó sẽ to. Đó, nó cao 40 á. Cái 40 ví dụ như bao nhiêu mét nó sẽ chỉnh vô được. Đó. Rồi mình chỉnh nha, 50 mét. Bụp. Enter phát nó tăng năng lên, đúng chính xác cho các anh chị luôn. Đây là một cái tòa nhà. Cái cách mình dựng như thế thôi. Cái cách để mình dựng. Nó cho các anh chị mình có thể xoay có làm gì đó các bạn ơi. Đó. Mình để xoay về cái hướng cái mặt tiền, về cái hướng đường của mình, vân vân. Tất nhiên nó sẽ không đạt được những hiệu ứng mô phỏng. Cái hiệu ứng mô phỏng ở đây là cái gì? Có nghĩa là mình muốn mô tả nó thực. Còn khi các anh chị muốn xóa này, mình kích vô đây, xong mình bấm delete trên bàn phím, bụp phát xong. Đó. Nó không đạt được hiệu ứng mô tả, có nghĩa là sao? Nhà của mình nhà cấp 4 mà. Tự nhiên cái dến vô cái nhà thấy gớm. Đó. Đó thì tùy trong này các anh chị, sau học buổi hôm nay thì các anh chị về các anh chị search vô đây, các anh chị tìm này. Bây giờ nó có cái gì này mình nhìn nha. Đó. Nhà tường hay gì đó các anh chị coi, đó tùy vào cái hình dạng chung cư mà nó có hết cho các anh chị. Có hết cho mình luôn đó, mình coi nhìn này. Đó, nhìn này. Đó. Ồ, nhà này là những cái kèm thêm, kích vô đây cái rồi sẽ kích cái đó, nó giống như bề rộng chiều dài bao nhiêu mình cứ vậy thôi.
muốn dừng lại là nhấp đúp nó cái hả nó lên, thấy không, mình sẽ chỉnh nó sao. Tất nhiên thì nó phải ngồi những thủ thuật nữa, nhưng mà mình cơ bản như vậy thôi. Ok rồi, cái phần thoát nước này chúng ta không có, không xài. Cái phần về cống ống thoát nước này nó thuộc phần khác, chúng ta không xài nó. Chúng ta chú ý đến cái gì? Chú ý đến cái này là parking, là phải đậu xe nhé, quy hoạch đậu xe. Cái này thoát nước ở dưới mình không chơi, mình chỉ chơi cái city fun này. City fun cái gì kích vô các chị nhìn này, đó thấy không, nó là cái gì? À, barre, nó là cái hàng rào thôi, bình thường thôi. Rồi nhiều thứ nữa. Đèn, đèn chiếu sáng thấy không, đèn chiếu sáng. Ví dụ đặt cái trụ đèn ở đây, trụ đèn ở đây, ui ui thấy không, nó lên này, nó lên này. Đây, 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 đó thấy không, nó sẽ lên, trụ đèn của mình nó sẽ lên này, từng cái vị trí chúng ta sẽ đặt nó, chúng ta kéo lên. Đó, thấy chưa, nó muốn bao nhiêu mét thì có nhiêu mét, nhưng mà này đặt riêng lẻ, còn vô thiết kế đường nó lại khác nữa. Rồi tiếp, nó bắt kinh thì chúng ta không xài. Nó có một cái hay nữa là chúng ta sẽ, nó cho mình vẽ, vẽ xong à, river nó mình chọn nó đi, chọn này đi, cầm kích nó cái thử nó ra như thế nào. Nhấp đúp hai cái là nó sẽ dừng lại, thấy không? Rồi bây giờ ở đây là một cái hồ, mình sẽ vẽ nó bình thường. Ở đây thì các anh chị chỉ cần kích vô thôi, mình kích vô này mình nhìn này, thấy không? Đó, chiều rộng của nó mình tăng giảm đó. Tất nhiên thì nó sẽ à, nó cái này nó phụ thuộc vào cái máy nha. Ở mình có không coi để nó như thế nào. Nó sẽ không có độ dốc nữa. Rồi. Đó, rồi cái này là mình sẽ nhầm nó như 2. Thông thường như vậy. Đó, thì nó sẽ tạo cho các anh chị một cái dốc của cái sông. Vân vân thì nó gợn sóng gì đó bình thường. Đây nè, mình vẽ tiếp cái nữa, mình vẽ bình thường thôi. Đây là cái khu vực của nước. À, cái này giống cái hồ này, hồ này. Mình vẽ như mình vẽ nè. Đó, nó cho các anh chị thằng này nhấp đúp năng cái. Thì nó có hiện diện tích cho các anh chị lên, đây là hồ bao nhiêu. Nó bao nhiêu mét vuông thì đó mình kích vô đây nè, diện tích thấy không? Nó hiện lên này thấy chưa? Real nó là 3000 nè. 497 nó gần 4000 mét vuông. À, kinh khủng không? Kích vô thôi. Ở thì mình có thể tạo nó bên này, mình có thể chọn nó nhiều thứ, nhiều cái hình ảnh, nhiều cái thứ. Rồi, đó là cách mà mình tạo được hai cái đơn giản. Rồi ở trong này nó có một cái nữa là nó sẽ chỉnh được ngày giờ. À, các chị nhìn đang đổ bóng này thấy không? Đây dự kiến cái này là khoảng bao nhiêu giờ? Khoảng bao nhiêu giờ khi mà cái bóng nó đổ như vậy? Có hình dung được nó bao nhiêu không? Được chưa? Thì nó ở cái thẻ này nè, cái thẻ này bình thường mình đừng có xài nó, cái này mình chưa đụng gì hết nha. Display nè, cái hình ảnh nè, nó hiển thị lên nè. Ở đây thì từng cái lớp mà chúng ta đừng có xài, chưa đụng tới đâu, mình chỉ xài được duy nhất là cái này thôi. Đây là cái bảng về mặt trời này, thấy không, sun and sky này đó. Cái thời gian mình đang để là 14:41 này, mình sẽ chuyển nó về đó, 12 giờ trưa mình kéo đi đó, đơn giản không. Nó sẽ tạo hiệu ứng đổ bóng cho các anh chị. Ví dụ 6 giờ sáng này, bắt đầu mình chạy lên, thấy không? Ok, ngày mình chọn ngày cũng được, muốn ngày nào có ngày đó. Từ 31/12/2021 thì ngày nó sẽ như vậy, ngày như thế. Rồi hiện tại ngày hôm nay là ngày 20/10 thì mình cứ chọn nó 20/10 này. Đó, 20/10 mình giờ là 8 giờ tối này, 8-9 giờ tối, 20 giờ đó. Thì ban đêm rồi. Nó tối rồi, mình sẽ chuyển ban ngày tiết trời đẹp. À, này là tốc độ gió này mình coi phía trên này nè, mình coi trên này nha, mình nhìn nha. Đó, bao nhiêu? Mây bay, à, đó, nó sẽ đi ngược đi xuôi đó. Còn này tốc độ nó này, thì nó bay nhanh hơn, bay chậm gì đó. Ở này là convert về mây, đó, mây có thể mây đen, hoặc là nó trong, bầu trời trong xanh, vân vân. Đấy, đơn giản vậy thôi, chưa? Đơn giản thôi. Ở đây là cái này cũng có một cái quan trọng này. Ví dụ như này thì các anh chị sẽ che khuất đi rất nhiều thứ, thì đó, đây là mô hình bình thường thôi. À, mình sẽ để ra nó là mô hình và bookmark. Ví dụ như các anh chị add nó đi. Ví dụ như ở đây mình chọn nó là góc nhìn 1. Ví dụ như thế, mình add nó một cái. Xong, các anh chị để ở đây. Các anh chị để ở bên này đi. Nhìn nó một cái, mình để nó ở đây là mình sẽ ghi nó là cái mình xóa đi.
Rồi mình add thêm mới vô đây. Đó, mình để nó là góc nhìn 2. Đó thì khi nè. Xong rồi đó. Đó, bây giờ này, khi mình để vô đây, cái mình kích về đây thì nó sẽ quay về cho các anh chị ở cái hướng này. Đó, nó sẽ quay như vậy. Đó, sau này nó hay ở chỗ là cái ngã tư của mình hay cái đường của mình, cái đường của mình có thể thiết kế nhiều nhiều cái đường khác nhau. Thì như vậy thì sao, mình sẽ để nó nhiều cái hướng nhìn, nhiều cái góc nhìn khác nhau để cho mình tiện theo dõi, mình dễ hình dung. Rồi được chưa? Ở đây thì nó hiện profile view, có nghĩa là cái chắc chọc của mình thôi, không có gì hết. Này là đo kích thước, đo cái kích thước từ điểm nào thì nó hiện cách vậy đó. Hiện bao nhiêu đó? 74.5 mét, vân vân. Đó là cái cách mà người ta làm. Đây là phần cài đặt mà chúng ta không đụng tới. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ cần có, nhất là cài đặt phần này. Thứ hai nữa là chúng ta cài đặt ở cái phần display, có nghĩa là phần Sun and Sky này nè, thôi. Rồi, ok chưa? Rồi, ở phần này thì chúng ta không cần cài đặt gì hết, chúng ta chỉ xài thôi. Chúng ta sẽ lấy ra những trà xài. Là lấy ra xài. Được chưa? Thì để tạo một con đường. Vậy thì các anh chị về làm thử nha. Thứ nhất là mình sẽ dựng lên cái gì? Mình dựng lên cái City Fun này nè, có nghĩa là những cái hình ảnh của cái 3D nhiều lắm nè các anh chị, kéo xuống là thấy không? Nó nó có nhiều, rất là nhiều thứ, kể cả thùng rác rồi máy móc. Ví dụ như máy móc này thì mình để đây đi. Trong quá trình thi công mình để đây miếng. Để máy lên. Đó. Thấy không? Đây. Thấy quá trời máy luôn. Thôi mình sẽ diễn ở đây. Còn các anh chị muốn di chuyển nè, di chuyển nè, di chuyển nè. Đó. Mà muốn cho nó nâng cái cao độ này lên thì mình phải kích vô đây nha. Cái nút này nè là cái nút kéo to thu nhỏ thôi. Còn nâng nó lên xuống với cao độ của mặt đất á là bên này. Muốn cho nó đi á, thì mình kích vô đây mình néo đi. Đó, 3D mà. À, mình đẩy nó đi nè. Vô tôi muốn để đây. Để đây. Rồi, nó là mất tiêu. Đây. Mình phải di chuyển nó một chút cho nó hợp lý. Đó thấy không? Mình nhìn là thấy trên trời là này. Mình sẽ đẩy nó xuống. Rồi, thấy không? Đẩy nó xuống xong. Còn cái thằng này thì thích thì để, không thích thì xóa đi. Để làm gì cho nó nặng, đúng không? Đó. Đó là cái cách mà chúng ta dựng những cái. Nhưng tuy nhiên ở đây nó có một cái là chúng ta không có quét gì hết, chúng ta chọn hết được. Chúng ta phải chọn từng cái, nó hơi lâu. Khá là lâu. City Fun này. Chúng ta có thể nhiều thứ nữa ở đây, coi nè, có gì nữa đây. Mình sẽ có gas station, có nghĩa chỗ bơm ga đấy. Có gas station, post office. Post office này nó là bưu điện. Ngày xưa xưa tới bây giờ nó vẫn còn luôn. Đó, mình dựng lên, đó ha. Nó sẽ theo tiếng của bọn nước ngoài đó. Mình sẽ có cái này. Rồi, cái khác nữa. Nhiều quá, nhiều thứ. Nhiều cái, mình chỉ cần kích vô cái thôi nha các anh chị. Nếu mình kích nhiều quá thì nó sẽ biệt. Ví dụ vậy đi, mình sẽ di chuyển nó tới những cái nào mà, mục đích nào mà mình cần. Có lại cách mình zoom chuột lại, mình đẩy chuột đi. Mình để này nè, kéo xuống. Bụp. Ok. Rồi. Một số cái thứ mô phỏng. Về làm thử nha. Ở đây có barrier nè, runway nè. Rồi một số cái nó liên hệ nhiều thứ. Còn đây thì từ từ sẽ chỉ với các anh chị xài. Ở đây là cái conception của người kỹ sư này, engineer của mình nè. Của mình nó có gì? Nó có cao độ. Nó có cao độ thiết kế. Có nghĩa là đường đồng mức nè. Độ này nó cao, nó 10 mét nè. Này nó 5 mét nè, thấy không? Thì nó giãn giãn xuống chỗ này nó bằng không. Đó là cái góc nhìn của cái người kỹ sư. Nó gọi là engineering view. Còn mình bình thường là mình cứ để như thế này. Trồng cây, để mình trồng cây thử một cái đi. Này mình chỉ tập từ từ thôi, đừng có vội lắm. Mình trồng cây. Đây, trồng cây nhé. Đây là có row of trees hoặc là stand of trees, có nghĩa là cái khu rừng và theo cái tuyến đường. Đây mình trồng theo tuyến đi. Nhấp đứt cái, bụp. Nó hiện lên nè. Ở đây thì mình chọn cây nha, mình chọn loại cây. Thích cây gì có cây đó. Lá đỏ đi. Rừng phong lá đỏ. Mà nó nguyên một cái form của các anh chị này, mình sẽ nâng lên, nâng cây to lên đó. Ok. Nhưng nó thấy không? Bây giờ mình sẽ coi cái này mình kích này nó đúng hay sai. Nó phải đặt trên mặt đất nhé.
khi nào mình vẽ cái đường ra thì mình mới hình dung được là nó đặt hay đúng hay không. Từ từ này chỉ vần chỉ là cái việc cho các anh chị mô phỏng nhiều thứ thôi. À, thấy không? Trong cái này nó có nhiều thứ, các anh chị cứ tập đi, mình coi thì nó có gì nè. Bây giờ mình sẽ làm một rừng cây, còn cái này là một cái, nó giống như là một cái miếng đất trống dùng để dân quy hoạch á, mấy anh chạy mà chạy bất động sản á thì nó vẽ cái khu đó thôi, không có gì. Ở đây thì mình sẽ rừng cây đi, mình chơi một cái khu rừng coi thì nó như thế nào. Rừng cây cho nó hợp lý nha. Đây đây nha. Đó, quan trọng cái di chuyển này nó nhanh hay không là do cái máy của mình á. Mình nhấp đúp hai cái vô nha các anh chị, đó nó sẽ lên, nó sẽ đó lên rồi đó. Chọn cây, mình chọn cây. Ở đây mình chọn cây khác đi, chọn cây xanh hay cái dừa cái sứ gì đó đi. Đó, cái này đi. Ok. Hơi bị nói nha. Cái này hơi bị lạ này. Cái này cái gì không biết nữa. Đó, kéo lên. Úi dồi, cây cái gớm thế. Ồ, trời ơi. Ồ, cây cảnh. Cây trên đường, cây để trong đường. Đó, này là chúng ta. Còn bây giờ muốn xài thì chúng ta cứ xài như thế này. Còn muốn cái này nó ra thì chúng ta cứ convert nó đi. Đây, nhấp vô này. Chút add vector, chúng ta add thêm những điểm nào đó. Mình kéo nó đi cho nó dễ. Đó, đó là cái cách. Cái cách mà chúng ta trồng. Ở đây chúng ta trồng cái khác. Cây này thấy gớm quá. Trồng cái này thử nó là cái gì. Đó. Nó là cây dừa. Đó không? Là cây dừa. Cái việc này mình chỉnh nó hơi bị lâu á. Cho nên là cái việc cái máy mà chậm chậm nó khó chịu lắm anh chị. Khi mình xài nó khó chịu lắm. Nó cực kỳ khó chịu. Đó. À, trồng cây nè, dựng nhà nè. hiệu chỉnh ánh sáng rồi rất là nhiều thứ, vân vân. Đó, mình sẽ coi nha, mình đừng quên cái này. Mình coi này hả? Đó, mình đã cho mình giùm. Bởi vì sao? Bởi vì nó chụp cái hình ảnh của mình về, nhưng mà ví dụ như cả cây này. Những cây này nó là cái hình, cho nên nó không mô phỏng được rõ cái đoạn này nó là cây, mình bắt buộc mình phải vẽ cho thôi. Những cái đoạn này là nhà này, nhà cấp 4 hay nhà gì đó, chỉ có tuyến đường của mình nó bình thường thôi. Cái này mình phải mô phỏng, mình vẽ lại hết. Mình phải tạo dựng lại hết, chứ không phải là tự nhiên mà nó ra được những cái món như thế này. Những cái món mà mình đã làm trước á, không phải tự nhiên mà được. Ok không hả? Rồi, thì mình dừng lại ở những cái phần này, những cái mà các anh chị coi như thế này. Thì anh chị coi thử đi, như vậy thì nó hợp lý không? Có thắc mắc ở chỗ nào hay không? Anh chị hiểu rõ mà. Này là phím tắt nha, phím tắt thì mình thường mình không xài, mình chỗ 7 cũng được. Nhưng mà nó có sẵn rồi thì chúng ta cứ xài ở trên đó thôi. Rồi, vậy thì có thắc mắc gì hay không? Về trồng thử cho mình một đám rừng nhé. Rồi lên cho mình một cái cây, một cái đường. Ở đây nó có cái đường, ví dụ như thế này nè. Đây, mình giả sử nha các anh chị nha. Kích vô đây một đoạn là mình vẽ nè. Đường đi, đó, phải không? Các anh chị vẽ thôi, cái chuyện cứ vẽ bình thường đi thôi. Nó sẽ bám theo đây, mình nhấp đúp vô phát. Bụp, thấy không? Thấy nó ra con đường mình chưa? Khá là nhanh. Nhưng mà để cho nó đẹp và nó hoàn chỉnh thì chúng ta phải kích vô đây. Chúng ta nhấp chuột phải một cái, chúng ta show nó lên. Show nó cái gì? Cái profile view. Đó, đây, nhìn này thấy không? Cái này mới là quan trọng. Đó là cái gì? Nó là cái chất chập tự nhiên của mình. Thì nó bao nhiêu cái gì đó thì mình có hết. Nghe nè, mỗi khi mình hiệu chỉnh trên này thì nó sẽ nhảy ở trên đây, cho nên nó lâu lắm. Tùy vào cái máy của mình, đúng không? Tùy vào máy của mình mà mình vẽ, chứ nếu không là tiêu đó, không? Ví dụ như đường này mà mình chăng vào cái độ dốc của nó này và cái chiều cao của mình có thể lựa chọn độ dốc cũng được, dù cả tuyến đường của mình muốn cho độ dốc nó như ví dụ như là âm 1 âm 2 đó thì mình tự chọn, không? Thông thường trong cái độ dốc ngang, độ dốc dọc của mình nó có dẫn hướng rồi, thì chúng ta sẽ xài, chúng ta sẽ tạo này, nó vác nó lên. Đường này là đường cong đứng, từ từ nhé, các anh chị sẽ học, thầy họ sẽ dạy cái chỉ cho các anh chị. Đừng không đứng, đừng không nằm, nó như thế nào. Đó ha. Bây giờ mình sẽ nâng nó lên, mình nâng nó lên bao nhiêu. Hiện tại cao độ của nó này, nó 0.7. Mình nâng lên. Đang nâng lên đó. Để vô đây mình đấm đó. Hiện tại này nè, nó ha. Nó sẽ lên được một khúc rồi đó. Thấy chưa? Đây là đường. Rồi. Nếu mình cứ vẽ bình thường, các anh chị cứ về, các anh chị vẽ bình thường, nó ra thử nó ra như thế nào nè. Ra như thế nào nè. Đúng không? Từ con đường nó bắt đầu kéo đi tiếp, mình kéo đi tiếp thì nó ra làm sao, ví dụ như vậy.
Nhưng mà tốt nhất anh chị lên lấy một cái món nào với tiếng nào với miền Tây á, để anh chị để cho nó có nhiều cảnh đồng lúa rồi đó mình dựng lên. Dựng lên hoặc là giữa đồng á mình phóng tiếng một con đường ra, đường mới của mình. Thì coi thử đẹp hay không. Đây mình kích vô đây. Đó thì nó có gì, nó hiện lên một số thông số này, mình nhìn nè. À cái tên đường mình có thể đánh vô cũng được. Đường Vũ Long, đường gì đó tùm lum hết, mình cũng thích đánh gì đó mình đánh. Nó hiện cái tốc độ này cả đó. Mình chỉ mô phỏng thôi, mình chưa thiết kế đâu, cho nên nó hiện gì đó nó hiện cả đó. Này chỉ có landmarking thì các anh chị nhớ là khi mình tắt nó này. Tắt nó thì sao? Đây. Thấy không? Nó không có gì hết. Nó không có gì hết. Nó hoàn toàn không có gì hết. Ok. Đó, mình tiếp vô đây. Thì nếu như các anh chị nào mà thấy khó khăn quá ở vấn đề mà nó phiên bản cũ thì mình có thể up lên phiên bản này 2022. À, cái còn cái lợi đó là như thế nào thì để mình chỉ cho. Mình chỉ cho các anh chị nó cái lợi nó khác biệt ở chỗ là mình có thể vẽ những cái này nè. Cái 2020 thì không vẽ được cái land này đâu. Không vẽ được cái land marking có nghĩa là cái gì nhỉ? Tự nhiên bình thường. Cái trắng trắng này là cái gì quên mất rồi. Sao tự nhiên cái quên mất tiêu rồi? Vạch cái đường này. Cái trắng trắng. Cái gì? Vạch cái đường á. Vạch cái đường, nhưng mà nó là cái gì ta, nó chia len á, cái vạch để chia len ra á, hiểu không? Thì cái mà 2020 thì mình không chỉnh được, nhưng mà khác 2021 thì mình có thể chỉnh được cái vạch này, cho nên là nó hơi hay, nó hay hơn đó một chút. Đâu quên, 2022 thì nó hay hơn chút, cho nên nếu được thì anh chị nên up lên luôn đi. Cái máy mình hôm trước xài cái 2020 nó không được, chứ nếu không 20 mình dạy luôn các anh chị 2020 đó. Thì nãy giờ chỉnh may quá trời luôn vậy không đó. Thì mình lên này, đây thì nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của buổi hôm sau mình sẽ làm cái gì, mình trang trí nó. Không, từ từ, bây giờ mình đang là học từng cái rồi đó. Và hôm sau mình sẽ trang trí nó. Mình trang trí nó như thế nào? Mình vẽ, mình ví dụ như Paris này mình không xài tới đâu. Mình những cái này mình không xài, mình chỉ xài cái component rod thôi. Cái nữa là mình xài tới cái grid này thôi nè. Đó, nó cái đoạn này nó hỏi các anh chị có cần không? Để mình bút cho thêm một đoạn này này, ví dụ này. Đó, grid này nó đơn giản lắm, nhìn nè. Dù mình nó bây giờ mình add choker này vô là mình add grid ra. À, mình bắt đầu từ chỗ này, mình kéo nó qua đây, đơn giản, rất là dễ dàng mà nó rất là nhẹ, mình không có việc gì mà mình phải ngồi. Ngày xưa mà để vẽ được những cái này phải gọi là kinh khủng, đâu ra vẽ từ ghép 3D chắc vẽ cả buổi. Vậy thấy không? Nó hiện mình lên, nó hiện lên mà chưa có gì hết. Mình từ từ thì mình sẽ nâng nó lên rồi sẽ làm như thế nào đó. Ở trong này thì cách là như vậy, đúng không? Nâng lên cái này nó được không? Thấy cái cầu này thấy không? Chị thấy vị trí cầu mình nè, làm như vậy đó. Rồi mình phải làm gì? Mình add nó vô một cái cover, có nghĩa là cái đường cong á. Đó thì mình nâng nó lên, mình nâng cái cầu lên. Ví dụ như thế. Đó là cái cách thức mà chúng ta làm. Nhưng lưu ý là cái máy phải mạnh. Nâng nó lên, nâng cao nó luôn cũng được. Nâng cao nó lên thì nó lên trời. Máy mình về mình chạy không nổi luôn thấy không? Mình đang chọn cái này, mình nâng nó lên. Thử nó ra cái gì đã. Mình hiệu chỉnh từ từ. Rồi muốn chính xác về kỹ thuật ở đây chỉ mô phỏng thôi nha, cho nên các anh chị hết sức bình tĩnh, đừng có đòi hỏi cái này nó sao, nó phải độ dốc như vậy, nó đúng hay không, thi công cũng không có. Cái này chỉ đang là phần mô phỏng thôi. Được không? Này nó chỉ là cầu dầm đơn giản thôi, vì nó ngắn quá, nó 4 mấy mét nè. Kích vô đây, cái mình kích vô đây, mình sẽ nâng lên tiếp, nâng cái cao độ này lên thì nó sẽ lên thôi, nó sẽ lên cái cầu cho các anh chị. Lúc đó mình sẽ thấy được rằng nó, mình hình dung được hiện tại cầu này nó chưa cao lắm, nó chỉ mới có một dầm này thôi. Đó thấy không, nó bóc cái lớp bảo mặt cầu mình ra này, mình có thể nhìn nó rất là nhanh, rất là đơn giản đó. Dầm gì đó đang dầm gì không, mình nhìn thấy được luôn, nó là dầm chữ Y, dầm chữ T gì đó, tùy. Thôi mình kích vô đây, mình chọn cái kết cấu dầm dầm chữ Y nè, type is nè. Cái kiểu dầm của mình có thể chọn nó đây. Còn những cái này sao, mình đang xài là mình xài bình thường, còn chuyên sâu về nó nữa là mình phải đi thiết kế những cái này nè. Thiết kế từ đâu, từ Inventor hoặc là từ Civil, hoặc là từ cái thằng Revit mà mình chuyển nó vào. Ví dụ cầu dầm này nó mới cầu dầm thôi, chứ cầu đúc phẳng rồi đã khóc rồi, đâu mô phỏng được. Ví dụ như vậy, nhưng nó có. Thì tùy vào cái loại,
thì giờ lỗi mà anh em ta chọn đây, thấy không? Có nhiều cái kiểu dầm, nhưng mà mình muốn tùy biến nó là mình phải tự vẽ ra, cái đó thì nó hơi khó khăn rồi. Cho nên ở đây dừng lại ở cái bước là chúng ta mô phỏng thôi. Rồi đó là cái phần add structure, là add cái cầu thôi. Ok, muốn nhìn thì mình cứ tập như thế này cho nó quen đi. Mình nết, mình xoay qua xoay lại này, nhìn riết giả đã đi. Nhưng cái điều hơi bị lâu, rất là lâu, rất là lâu, đúng không? Đó. Rồi mình sẽ tạm dừng đi, để các anh chị mình về mình thực hành, mình làm theo đúng những cái gì mà mình làm. Các anh chị lấy về một mô hình, rồi các anh chị vẽ những cái kiến trúc, những cái gì mà mình thấy rằng cần thiết. Cứ vẽ là bình thường thì mình đặt nó lên, rồi mình vẽ trước một con đường như thế này, mình đặt nó lên như thế nào. Rồi hôm sau chúng ta sẽ đi vào cái phần đó, chúng ta vẽ được một, chúng ta lên dựng hình được một cái con đường nó khá đẹp, nó đẹp. Mà làm gì để mà chúng ta thiết kế mô phỏng nó sau này luôn, rồi sau đó mới tới phần dựng cầu. Ok à?